ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីចំណុចមួយទៀតតទៅរបៀបនាំចេញហើយនាំចូលប្លង់គណនីឬភាសាអង់គ្លេសហៅថា import និង export chart account បាទនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងបាទឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំមានបង្កើតឲ្យខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាហុងដាខំពានីដែលនៅពេលដែលខ្ញុំចូលមើលឆាតអាខោនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថានៅពេលយើងបង្កើតក្រុមហ៊
còn tay dương tờ ca miền phong ở này chỉ trả đôi thường làm hạt một món đại dương mình chọn thua ca viên bị cho tế cứ dương chọn thua ca thọt trầm lòng tạm đòn và chắc năm bay thua ca thọt trầm lòng ở này chỗ dương tờ ăn ở vọt đôi chứ không ca bằng hai nít chân tìm mua dương tờ ba cổng hôn ná đại biên phong ở này chỉ một dần tóm tiết dùng thua ca chụp file utility export link to if file và chẳng dừng trời thua cả bài cầm hôn nát đại biên phong cái này được nông cảm thì bị bục dừng chừng một sân và chẳng như một thò nhưng từ bài phá là dừng miền cầm hôn mùi ní và chẳng chọn đăng thật cầm hôn miền chat account được có đừng cho tạm phá hay ở list cho biết thật chat account và ní cứ chỉ chat account này dừng chọn bàn chẳng làm bay thua ca chùm lón cứ dừng khơi nhận nông từ đây những cái ao cho chạm file utility export leave to if file và chẳng dừng cho tạm file utility export tóm tiết được biết là leave to if file và dừng cho chọn bên muối còn tóm tiết nếu không tiền export nếu xua dương thật tái trong bàn ở vậy là và nếu không lý bây giờ đã là thịt chat account mình là dùng chùm đoàn chat account customer vendor list nít cứ dùng vô từng mùa tệ chốn chùm nạp cục cùng và nay bây giờ mình chọn bàn tế mình chọn bàn thịt chat account nhưng đã là thịt chat account muối mà hãy dùng cho kể còn tôi mà tiết điên phụ ca sau nơi chat account này dùng tục dâng yên trời ca đã mua hơn thì tăng lại bàn cho bà lo ủ thọ ra nhưng đã không phải đi ở những miền phụ đa mỗi chúng ta thích bục bị bọn đọp đi à mà tao mang tiết đi từ xe mua là mày chọn chám và chắc nhiên data chat account for service company tao mang tiết Excel và bên nút cam thích thích bốc viên bằng hai nhưng hà dương ban chùm lón chụp chơi rồi chúng ta để ta vào những tờ bàn nằm trên bàn đang trục trời ok và cứ mình toàn chọn là lối nhưng tôi cả bài cầm hôn này mình biên trả account chân cho tạm phá mà chân cầm hôn này mình biên trả account mình chúng ta cầm hôn hòn đá chân nhìn cho chọn hòn đá và chắc như khi thằng cầm hôn hoàng đào ở dưới cứ mình toàn miền chat account ở lối cứ miền tài phần nít chắc là bây thưa ca nòm châu nhưng thưa ca chưa được biết thật phá utility còn tay nhớ biết thật import bình đòn hay nhớ biết thật if file và bên nút cam thi viên load ở dưới này xoay một vọt rưu ba sân viên mình load mà được này tế nhưng ai thưa ca xoay râu thì tăng ở dưới xeo tục ở mình mình và mấy nhân tông đồng loại đi ăn phụ đa mối cho một thằng Facebook bị bọn đọp và ní chẳng hình trịch bị đoàn là vía và chat account ở dưới mới nhận đại cho một thằng chat account for service company hãy chơi open và bên ní nhưng khuyên xa mối bình chạy tha your data has been import nhưng thì thằng chat account ở dưới từ ban trùng lòng chỗ ban đẹp chụp chơi còn đây nhưng khuyên thằng cái nạn này từng ổn ní cư viên mình toàn miền lệch cái nạn này là lời chắc nó bay bằng hai lệ cái nạn này nhưng rồi cho tạm edit preference company preference và ta mới chứng gọi là thì thay use account number ok và bên nút viên thường dựa lệ để miễn pháp mà bằng hai unit file của vọt và ní cái ca bằng hai nhóm phi ca nòm chơi nhưng nòm cho phòng cái nạn này cho bạn mình chọn thật phần này xong một cùng